Ở đâu đang bảo ở ví dụ tôi tán được tôi chém xong tôi bỏ ngõ tích gọi được không, có làm gì bạn ạ? tôi nhắn tin tuần với sếp Ê vẫn còn thành chó à? kiểu kiểu không chắc kiểu muốn thử tôi thôi, nhưng mà không nên làm thế với tôi là không đúng đúng không bạn, Cũng vậy bạn. làm thế với tôi là không được rồi đó, còn lại bạn tự cân nhá, tôi yếu lắm. Ui. Thế rồi bạn đây dùng giáp lên, đúng rồi chặt. Ôi bạn yếu thế. Introduce myself. From out of the sewers comes doom. Chế huyễn long đúng không? Tôn nhá, kiếm tôn nhá. Ron đấy. Ron để ra. Đi ra từ quýt này. Nào chỉ vậy thôi. Bạn giờ này bạn mất dạy nhỉ? Anh chỉ vậy đâu. Hôm nay bạn mất dạy đi. Chắc tài bạn lầm. Bạn cút rồi xem thân bạn đi, bạn xong rồi nhìn đéo gì. Tôi nhìn nhầm. Bạn mất dạy vừa rồi anh ấy. Tôi thấy dạo này bạn mất dạy lắm nhỉ. Bạn mất đéo cả dạo này, cả dạo này. Hay bây giờ dạo mày. Bạn thích chết à? Hả? Bạn tôi đang thích sống. Tôi đang tính là ví dụ mà lỡ may dính phát đi lính phát là thôi tôi xin phép nghỉ đi chơi không làm xin dính biệt cụ luôn vậy bạn cụ liệm luôn kiểu nhờ thầy với bạn tôi dính một phát là thôi tôi xin nghỉ ở đây bắt đầu tôi đi chơi bạn lấy ra tiêu tiền. Bạn bạn ra chơi với tôi nhé, Thề với bạn luôn bạn bắt ra đầu đi chơi con với nạp tôi Tết về. cũng được. Ăn lấy gì ăn bạn? Ăn cứt à? Bạn bạn đi tiêu tiền thì bạn lại mới hỏi lấy gì ăn. Yên là tự nhiên ở mấy tháng rồi. Rồi anh À em mình đánh với lại cờ dài dài. à bây giờ ở mấy tháng ở làm sao được chỗ bạn làm với anh chỗ tự nhiên ở Không, ở thoải mái bạn ạ. Riêng chỗ tôi làm ở lại thoải mái bạn. Bạn hiểu không? đầu người là không nói nhưng kiểu người ta ý nghĩ trong lòng bạn thâm. Không, anh em của Nhưng mà tôi ấy không giống như nhà bạn. chỗ làm việc tự nhiên ra ngồi chơi. Chơi thoải mái, chỗ làm là chỗ làm, chỗ chơi với bạn. Bọn tôi khác nhau ấy. Không giống như chỗ bạn đâu. Làm ra chơi, làm xong ngồi đánh bài đó. Tôi rất cần cái cung với lại cái... Nói chung là tôi rất cần cái cung đạo. Đó. Đấy, mà tôi rất cần gậy phép, giờ hết cái cung rồi, chuyển sang gậy phép. Đấy, nhặt luôn gậy phép, tôi lại lấy cái kiếm, tôi lắp vô cực cái kiếm. Đấy, tôi biết thằng 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 ấy đúng là một con người chân chính này, không hề lấy đồ của tôi luôn. Ê cả Răng tại răng bạn không lấy cái năm đấm mà bạn lại lấy cái nịt. tôi có rồi Ừ, phải lấy hai năm đấm, bạn hiểu không? Có đồ chia cung. BF đây bạn đúng không? À, có BF với cái gì? BF BF đai máu Cho cái đai máu. tôi đang tích lợi tức bạn. À, bạn cũng biết lợi tức cả. Cái thằng nhà Bạn bạn cũng gánh biết được không lợi ấy? tức cả. À, tôi không. Thật hỏi thật gánh được không để biết đường tôi giữ 30 tiền. Giữ đi. Tôi không đánh được với bài bạn thì tôi chắc chắn là giữ được. Chắc phải được một Ui, hai mới đầu trận thì nữa. thua. Tôi thua tí máu làm gì đâu. Để 70 tiền đó. Để 70 Ừ, tiền biết là rồi. đẹp nhất. Nhà tài phiệt thì đánh 70 tiền. Mà đánh được Kim Long lại còn khỏe nữa. Nhưng mà có ra Kim Long đâu mà chơi. Đó, gấu khỏe thế. Yếu quá. Kéo con sàn cái xà nó có găng bảo sạch cho sấy của đầu tôi rồi bạn. Kéo Tôi dám với bạn ạ, bên đây tôi đấm nhau thành kiếm kinh rồng cũng căng lắm. cứu bạn đây Chịu bạn đây. tốt tệ nó lại còn sang nữa bạn, Thôi bạn liệm đi. sang con gấu này Bạn đợi tí.
được không? Được. Được. Ui, nguyên con gấu hai biết kiếm với cái cung. À, kiếm với lại găng lấy à, kiếm với gậy lấy gì bạn? Kiếm đi. Kiếm. Kiếm luôn. Bởi gấu lát đây rồi. Lắp vô cực cho tử dích, tử quýt nhỉ? Ừ. Lắp cho vui tí. Bạn đánh bài chi á, để tôi biết được nuôi nào. Chắc dạ tiễn vậy. Dạ tiễn à? Dạ tiễn này tôi có một con tích nè. Ừ. Tôi có con lên 2 rồi. Bạn về chơi tôi á, chơi lối chơi thanh lịch bạn đó. Nó bậy, nó tục chỉ bậy. Được bạn. Mày thằng Bích nó đang kể gì bảo là nó chưa tìm được ai chạy. Chạy chưa? Chạy lính. Chạy hắn, không phải đụng vào. Đâu, tôi đang kể cho bạn nghe chứ. À không, tôi nói thế thôi, không phải đụng vào bạn ạ. Rất việc ra. Được thì chán, mình chán được cái gì đâu. Nhưng mà đến lúc không được thì nhà lại nói mình. Đỡ. À, tôi thì kể thôi chứ còn ừ. Tôi làm sao mà ấy được cho nó. Đúng rồi, mình cứ lo thân mình rồi bạn. Đang kể cho bạn nghe. Ừ, thì tôi nói thế, bạn đùa. Đang nói thế, bạn cứ ngồi bạn chặn họng tôi. Không, kiểu bạn lại cứ nghĩ hay kiểu bạn lại nghĩ. Tôi mới nói thế, bạn lại nghĩ là tôi định đo cho nó. Ừ, tôi cũng nghĩ thế đấy. Đó. Nó kể là năm ngoái nó vô mẹ vòng 3 luôn. Ờ. Gọi 15 đứa. Hay. May quá là gọi là cái ông chú ở đâu cái chỗ ngày trước nó làm. Ông gọi điện phát thẳng cho cái thằng mà luôn. Cái thoát được. Không thoát được đâu. Ông kia ông muốn thằng Bích đây để làm từ trước rồi. Không thoát được đâu. Làm sao mà thoát được. Không có đâu. Trời cho khỏi nắng. Ừ, chấm tránh được ngày rằm, tránh được ngày mùng 1 đâu bạn ơi. Ready for battle. 60 tiền rồi bạn. Ừ, tiếp lên 70 bắt đầu đánh lên 6 hyper zone cũng được. Nói chung là đánh nhà tài phiệt hyper zone cũng khỏe. Ui, gặp chú gấu đần rồi. Tránh được ngày giảm làm sao mà tránh được 11 bạn. Ôi anh ấy cứu tôi anh ơi. Ôi tí rồi. Ôi thôi tôi đi rồi. Sàn nguyên sàn. Thằng kia cũng sang luôn. Thua. Ổn đâu. Tôi nghĩ là ổn. Không ổn đâu. Con Sela không lắp khó chịu lắm. Con Sela nó tích được một đống tóc cánh rồi. Con Sela lắp khó chịu lắm. Tôi biết mà. Ui. Nghiện chiến binh nhỉ. Ui. Ồ lấy xuất sắc nhỉ. Xuất sắc hay này. Nghiện chiến binh cho con giáp chiến binh nhỉ. Giáp chiến binh phải ai nhỉ. Chuột tôi sắp 2 nhé bạn nhé. Đừng lấy xúc xác rồi. Lấy rồi, còn mỗi có mỗi cái xúc xác là hay. Bạn không là một cái đổi lại đi à? Không rồi, đổi lại à? Không. Tôi đổi cái đầu tiên mẹ rồi. Có cái xúc xác này, cái đo đi đóng giày với là cái gì ấy. Tôi chịu bạn rồi. À với cái làm nóng. Làm nóng ngon. Làm nóng nhưng mà phải tôi không biết chơi làm nóng. Làm nóng bạn hyper zone mới là khỏe á. Làm nóng đánh bài hyper zone thì khỏe luôn. Tôi thấy
cho bạn yếu thôi. Tôi có 5 khét, tôi đánh 6 khét, tôi khỏe lắm rồi. Bạn đây không Leona tôi ý tí đâu. Ý tôi gửi bạn Leona lên 3 nhá. Đó, tôi cần là do nó. Tôi cần nhất là cần do. Phải lên 4 chiến binh nữa. Giờ cái cần nhất là một cái phước lành vũ trụ hoặc là một cái đánh xa đấy, một cái cuồng đao nữa cộng một cái nắm đấm nữa. Ủa, còn giòn vít chắc là phê lắm mày. Là cái loại kính ngắm nó hay. Ờ thì nó cái đánh xa ấy chứ. Thằng này chưa gì lên 7 bỏ hai con rồng một thế. Đập chết Lee Sin đi. Đúng rồi, hay quá. Ăn được không bạn ơi? Không được bạn ơi. Đập con dấu 2 bạn ơi. Hay quá. Hay, đập chết, đỡ chết đi thôi bạn. Ăn. Thằng kia không sao rồi bạn ơi. Ui, con cây xà chất lượng đấy. Ui, nó thấy nguyên giản. Ui, cây xà chất lượng tự đấy. Ui, xảy ra. À nhưng mà chắc không đến phần. Đốt cái lịp. Tôi lấy tạm cái cung đừng được này. Không, bạn thừa không? Không, tôi không thừa, tôi thiếu. Ờ, với sao bạn cái cung tôi lại lấy cái khác? À, tôi nghĩ tôi không lấy được đâu. À, không lấy thôi. Ờ. À, còn cái gì nhỉ? Tôi lấy thằng Lee đã. Tôi lấy thằng Lee và tôi ghép cái kiếm. Đùa. Ta con cái lịt thì tôi gặp ngay con Kai'Sa rồi. Rồi tôi gặp thằng Tiffen đây này. Thằng Tiffen lúc này tôi vừa thịt xong bạn không ăn được không? Không bạn ơi. Có 3 két nữa. Tôi chịu đó, bạn sao mà ăn? Lúc này tôi ăn. Bạn 1 cộng 100, bạn sao mà ăn? Tôi chịu đó. Chuỗi rồi. Nguyên sản luôn. Bọn ấy bung tiền nên khỏe lắm ạ. Đó, thấy chưa? Tôi biết ngay mà. À, có một con zone này. Tôi sắp zone 3, gửi luôn con zone qua đây chứ. Gửi luôn qua, cái gì nhỉ? Từ xong. Đâu, ba đâu? À đây. Thiếu cái cuồng đao nhỉ bạn nhỉ? Hả? Đang bảo thiếu cái cuồng đao nhỉ? Tôi có để dài luôn. Ừ. Nhưng mà con zone này phải có cuồng đao nữa là ngon nhỉ? Ừ, hợp lý vậy. Mong tí này bái sói ra đời ngon. Ôi thằng này Susan 3 sao đấy? Susan 2. Susan 2 giáp lửa với quyền năng. Cứu bạn này. Tôi đang sắp chết thì bạn bảo tôi cứu. Quầy bọn này còn thang nữa. Đùa. Tôi rất thiếu quần đào đấy. Mong sao quần đào về biệt tôi. Ê kìa. Tôi chọn để dài vô tích đã. Cũng là cho 6 vũ long và tích cũng khỏe. Bài này là đẹp, tạm thời là đẹp rồi. Ê, chuột 2 bạn lấy không?
ném sang đi bạn. Lên 3 luôn chưa? Chưa thì cứ chưa nhưng mà cứ ném sang. Hai tôi rôn ở 6 à? Chả thấy con mẹ. Time to introduce myself. Bạn có cùng đào chưa? Chưa bạn. Tôi đang chém chày. Bạn tài, bạn giỏi, bạn 100%. Ôi sẽ là 3, đánh cái lịch kìa. Bọn này lắp rồng đó lại sang ngợ đùa. Có đứa chơi dề dài các bạn này. Tôi biết mà. Ôi, bọn này sang sớm đấy nhở. Bọn 100% rồi bạn ạ. Đó. Gấu hấp tát như mỉ. Ui, toàn loại ở phước lành. Mấy mẹ phước lành. Ui bạn ơi, có xây ra, có xây ra. Ấn khó chịu thực sự ấy. Bài này chuột là... chuột hai con ở lên 3 nhưng mà bây giờ có xảy ra hay là bán mẹ chuột phải bút đầu xảy ra nhỉ? Hả? Một chuột sắp lên 3 nhưng mà bây giờ ra xảy ra thì bán mẹ chuột thấy đồ bút đầu xảy ra nhỉ? Cũng được nhưng mà xảy ra với 2 thì mới khỏe ăn được con chuột 3, xảy ra 1 thì không khỏe ăn chuột 3 đâu. Để từ từ đã. Ui nó lốc luôn. Ôi bọn này trâu thế. Tôi qua đây bạn ơi. Không kịp không kịp không kịp. Ôi. Con này lắm đồ đấy nhở. Từ từ để tôi lấy lại vị thế bạn. Tôi thấy giống anh em mình nó bị đạp xuống dưới đáy xã hội. Tôi thấy thế. Bạn thấy thế à? Đây rồi, xây ra 2 rồi. Hay chuột nhỉ? Hợp lý. Ui. Giờ em ra em ra xù với em tàn nhở. Phê lắm mày. Bạn. Ôi có tiên tri thảo nào lốc được con của mình cái đấy. Phong kiếm à. Thảo tiên nào lúc này tự nhiên sao nó lại biết được lốc mình. Tiên tri không nói không cái nữa. Đúng. Nhưng mà tiên tri thì tôi vẫn chém vẫn thôi. Anh cứu bạn này, con gấu đần ác quá. Tiên tri, tiên tri. À, tôi xách con giòn của bạn đây này. Đấy, xảy ra 2 thì thắng nào, bỏ cả chuột. Nuôi xảy ra 3 đi, nuôi xảy ra 3, nuôi xảy ra 3 đi. Được á, có 3 xuất sắc cũng nuôi được xảy ra đấy. Ui, ra xua này bạn. Ôi bạn ơi, tôi rất cần. Đây là tôi lấy hộ bạn nhá, tôi lấy hộ nhá. Được, được bạn ơi. Được bạn. Ui, ông cua vào rồi. Ông cua vào rồi. Nó chạy một nguyên một vòng. Có chịu á, bọn nhặt á. Ôi đừng. Đừng, gậy phép đừng. Mày chơi chó thế hả? Cần chơi bớt chó được tí được không? Bạn đi mà hỏi nó. Chơi nhặt hết đồ. Con người chơi bẩn. Quá bẩn bạn. Nuôi con nuôi tôi con bờ rô lát nhé. Bờ rô lát à, được. Tủ uống hơi nước uống nhanh bạn.
Ui, thằng này bốn rồng người này bán. Tôi gặp bầy rồng. Hai đứa chơi bầy rồng à? À đâu, bạn gặp nhầm, tôi đang xem nhà bạn. Phải. Tôi nhầm. Ôi, thằng này có ra su đánh luôn này. Lúc nãy nó nhặt cái gì? Ừ. Đấy. Ui, con áo hạ mày luôn. Tao hạ mày luôn. Tao hạ mày luôn. Tao sợ mày. Hay bạn. Ôi, con tên là bà khỏe lắm ạ. Tao hạ mày luôn. Mày có xảy ra cho bạn này. Có để ra này bạn. Giữ giữ bạn này. Có khi là anh em mình phải chơi chiến thuật lên xây ra 3 và để ra 3 bạn ạ. Được bạn. Tôi nghĩ là cái chiến thuật đó là hợp lý. Quá hợp lý. Tại vì bạn có cái xúc sắc đó. Đấy, tôi cũng đang ở cấp 7, tôi tích được tiền. Và tôi lên 8 để zone. Đấy. Tôi đang định lên 8 là zone. Đúng, 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 đúng. Tôi gặp thằng Yasuo Kim Long cũng hơi khỏe bạn ạ. Tắm Yasuo thế. Ờ, lắm lắm bạn ạ. Đông tân nguyền ạ. Uầy, tôi gặp con Nila sát thủ này nó phuốt phát chết luôn còn... Nó xảy ra à? Thấy rồi, ờ. Nila 2 ờ, này. Ờ, tôi nát rồi, tôi nát thằng người. Thằng phun rồng đúng không? Không, thằng Kim Long. À đó. Kim Long, Kim Long, Kim Long. Có thằng phun rồng bạn có Yasuo, à quên, Ao Xin với Terap rồi. Ui, đồ... Cuồng đao! Úm ba la cuồng đao. Quyết tâm không ra cuồng đao nhá. À, ở đây rồi. Bạn... hết dao này trả tiền nhá. Đó, à, tùy bạn. Dao hết dao. Nhưng từ từ để tôi check xem có thằng người chơi xảy ra không, nếu không hay sao ấy. Không. Được các bạn ạ, được, 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 được. Tôi nghĩ là ổn đó bạn. Ui, gặp Susan 3 bạn, này bạn. Bạn phải lên được 8, bạn lên được 8 nhờ, 8 rồi đúng không? Lên rồi, lên rồi. Ui, con chó Susan 3 cũng đồ tôi gặp thằng 5 rồng thế này, à thằng 4 rồng thế này. Ui, con Susan 3. Ôi. Tí cái xúc sắc luôn một con thay ra nhỉ? Ừ. Nào, thay ra ba nào. Ui, giống ra. Bắt được rồi. Bạn có lên được ba con hai, hai sao không? Tôi đã nhìn thấy con đâu đâu mà, à, có một con thôi. Thôi không cần rồi bạn. Rồi, xảy ra bà ngon đấy. Ngon nhỉ. Ngươi tôi còn để ra nhá, ngươi còn để ra nhá. Đây 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 đây. Ok bạn. Để đặt con xảy ra cho chuẩn vào. Ôi bạn. Ờ đúng. Hai bạn. Bạn lấp hai được chú lộc lấp nhau chứ. Nó tôi có người ấy này biết sao được. Ừ. Game tôi win nhá. À không, không win được con Lila khỏe quá. Giống kiểu xây ra ba không ăn thua nhỉ. Không ăn thua bạn ạ. Không ăn thua bạn. Chỉ là giữ máu thôi, phải để ra ba nữa mới ăn thua. Đây. Đây bây giờ thì còn tích tiền làm gì nữa, chuẩn bị xả vàng nữa chứ làm gì đấy. Không, phải lấy để ra bạn. Đây tôi đang chuẩn bị, đây để tôi run cho bạn. Ở này thì còn tích tiền làm gì nữa.
Yasuo này. Yasuo. Yasuo gửi qua đây là lên được 6 chiến binh à? 6 chiến binh là bỏ 1, 2, 3 con đi là lên được 6 chiến binh à? Đúng vậy. Chưa có tan, từ từ bạn. Từ từ nha. Tôi nghĩ là... kèo à? Ừ, chưa có phát theo. Phải để một con đề dai 2 gửi sang đây thì mới lên được đề dai 3. Lại hai gặp cái rồi. Thì khó chịu rồi. Còn lại vẫn là tôi zone. Tôi có hai cái xúc tác, à còn hai cái gửi mà. Ừ, thì một cái gửi là con da chua đúng không? Rồi bạn cứu luôn. Bạn cứu tôi. Kiểu. Ôi, kịp luôn. Đâu kịp à? Có khi là phải lâu nhỉ, lâu nhỉ. Ăn run đi, còn tiền không? Còn nguyên tiền. Ừ, để tôi làm biếu tôi rồi nữa đó. Để ra, đây rồi. Rồi, nhưng mà như gì, thằng bầy rồng mạnh quá. Bây giờ muốn hay là thì có thì phải lấy đi chứ sao giờ. Mà con đồ dai cầm cái đồ đấy không ngon. Từ nha. Thịt mẹ đầy thanh Sivana. Nào, đừng chửi bạn. Thôi bạn. Bạn nhặt Sivana rồi. Ừ. Đề dai 2 này. À, không, được. Đề dai không đấy. Gửi tôi ra xua trước đi. Đây thì ra 2 này. Rồi từ tôi luôn đó. Một con này. Ôi ổn rồi bạn ơi. Khó rồi. Từ đó. Tiền với giày. Tôi 6 chiến binh rồi, không sợ lắm đâu. Ra đi, tôi có khi không thua đâu. Ui, thằng này 9 kim long à? Ừ. Thì nó còn có con ban nữa. Ui, 6 hộ pháp à? Giáp giày đấy. Tôi sang. Không kịp rồi. Ui, nó không số 1 được, không số 1 được. Từ bạn đây, tôi gửi. Bạn có khi là bạn còn gửi không? Thế rồi không? Còn một cái gửi thôi. Còn cái gửi Sida. Ừ. Đây ùi ra con Nguyễn Long rồi này. Không được, không nhặt được đâu. Tôi không bắt đâu. Làm sao để rút ra đi. Một con này. Hai con nữa thôi. Uầy, khó thế. Mày bạn cứ bú trước đây này. Nhặt trước con đề ra đi kìa. Rồi. Nhặt thì thoải mái không có gì. Nhặt chưa lên được thì nhặt làm gì. Thằng này có khi tôi ăn được. Tôi ăn được cái rồng gì đó. Sáu chiến binh cũng không phải yếu. Giấu thoải mái. Rồi tôi ăn được rồi, tôi qua này. Rồi ok. Còn gọi bật cơm hy vọng rồi kìa. Ui, chuẩn bị đến nay ra cái này cô ngon. Ừ, tôi mang ra cái này cô. Mới lật được bạn. Ôi, đừng để dai đi. Không có thằng mô nhặt để dai mà lại không lên là ra. Cái này cô không? Không sao. Khó phết ạ. Ừ, khó. Ôi, một con đề dai đây rồi. Từ bạn đây. Trụ được không? Trời ơi.
Trụ được không? Đừng về một máu sớm. Uầy, như Lê Ba kìa. Đừng thằng nào nhặt đồ dai nhá. Có thể vẫn ra các bạn ơi. Ừ, không thằng nào chơi thì có thể vẫn ra. Ừ. Ui, 13 con mà, 13 con mà. Tôi gặp thằng bầy rồng thế này. Rồi có một thằng chơi nhưng mà có một con thôi. Ừ, tôi thấy lúc nãy. Có một con thôi, không sợ, không sợ, không sợ. Tôi thắng được thằng bầy rồng này. Bạn win được không? Win được. Rồi, thằng bầy rồng lụi rồi. Ok, ok. Ok đấy. Lắm. Quỷ thư này, kiếm súng này, quyền năng khổng lồ. Cho cái quyền năng đi. Ôi, quyền năng không nhặt được. Thằng kiếm thức bài mình liên tục ạ. Ui, tôi lại run ra đề ra này, mà mẹ. Nào, đừng chí vậy. Mua về bán đi, mua về bán đi. Mua về bán thì có khi sao tôi ra được không? Ừ. Nói vừa làm rồi đấy. Hai thằng ấy nó dồn cháy lắm. Hai thằng cũng hết tiền rồi. Bạn win được một thằng không? Xem nào. Chắc được cái bài tôi đang cháy mà. Tôi sợ. Uầy. Nó có hai cái lốc rồi. Nó lốc luôn nó xảy ra. Tôi win được thằng đi, có khi win được thằng đi các bạn đây. Ờ, tôi win được thằng đi rồi. Rồi, ok. Đà bà chất lượng lắm. Tôi win được thằng đi luôn này. Ok bạn. Phải chưa phẩm bạn đây. Để ra ba bạn đây, để đi ngủ cho ngon bạn đây. À, bàn tay công lý, ấn đồ long, kiếm súng lấy chi bạn này. À, kiếm súng đi. Để dai. Ôi, không ra. Thằng hai gậy à? Hai gậy lốc góc à? Lông góc với tờ à? À, lóc con ngộ không rồi, lóc con ngộ không rồi. Ôi bạn đây, thằng Nguyễn Long, thằng hơi khỏe bạn đây. Nó có vẻ được, con giòn tôi vẫn chém được bạn đây. Bạn win không? Win. Ở bên tôi vẫn win. Ôi giời ơi, đến đây. Ui bạn ơi. Đây rồi. Ngon. Ôi giời, nhạt mất rồi. Ông nhạt. Nhạt rồi. Tôi biết mà. Rất tiền chết rồi, rất tiền toi rồi bạn ơi. Ôi giời ơi. Ôi bạn ơi. Ấn nát với tôi rồi. Ấn nát với tôi rồi. Gì. Ôi bạn ơi. Ấn đá với tôi rồi. Em rồi. Bạn có vẻ chơi xanh chín không nhặt đến ra nhỉ? Hắn không biết. Hay, bạn biết tại sao không? Tại vì cái con bạn gửi á là tôi không nhặt vào, hắn không nhìn thấy được, bạn hiểu không? Không phải check, check gì nữa. Cái con bạn gửi là tôi không cầm vào nên không thể thấy được, làm sao mà thấy được? Phải. Ui, để giải ba quạt này. Ui giời. Ui giời ơi. Bất hình. Chỉ có một từ này. Bất hình bạn ạ. Ui.
No. Đấy bạn lại bảo là lấy xúc sắc không ngon đi. Không, bạn lấy được xây ra 3 thôi. Tôi ui, xúc sắc đấy là ra 6 con xây ra cho tôi đấy bạn. Không, nói chung là bạn thấy anh em mình đánh phải có siêu phẩm mới lên được. Phải như... Thôi đi ngủ được ra. Rồi, ngủ nhá.